Xin chào quý vị và các bạn. Thì mình đang đứng ở ngay chỗ vườn hoa của khu di tích nhà Lao Tân Hiệp. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đi tham quan của mình nha. Đây là vườn hoa ở khu di tích nhà Lao Tân Hiệp. Rồi đi coi vườn hoa. Trong này có rất là nhiều hoa đẹp. Ở đây có rất là nhiều cây kiểng đẹp. Thì cái vườn kiểng này thuộc quyền quản lý của nhà Lao Tân Hiệp ha quý vị ha. Đây. Đủ thứ các loại luôn. Đa số trong này là lan, là nhiều lan, có rất là nhiều loại lan. Đó, bên này lan đang nở ra rất nhiều này, đẹp tuyệt vời luôn. Đây nữa này. Cây này giống như là ớt kiểng vậy. Không biết là cây gì luôn. Thì bên cạnh là cái suối quý vị. Cái suối này là ngay chỗ cái cầu Tân Hiệp đó, ngay cái mặt đường Nguyễn Ái Quốc nè. Thì ở đây người ta vẫn làm một cái, để lại cái lô cốt là cái di tích của nhà Lao Tân Hiệp ngày xưa đó. Đó quý vị thấy ở trên cầu là xe người ta chạy trên đường Nguyễn Ái Quốc ha. Đó, ở dưới là cái suối nè. Suối nước khá là dơ, rác động quá trời ở chỗ chân cầu luôn này. Đó thì cái vườn hoa này nằm sát bên cạnh cái suối ha.
vườn hoa rất là rộng, nhưng mà có hai chú Kiki ở đây đang canh giữ rồi, mình không dám qua. Chú ấy mặt rất là hiền nhưng mà không thể nào biết được đâu, sủa rất là dữ. Đây, đây có một chú. Đó, chú ấy rất là dữ. Oh, hello, xin chào quý vị. Thì mình đang đứng ở giữa vườn hoa của nhà Lao Tân Hiệp nè. Đó, quay cho quý vị xem. Cái vườn hoa này nằm ở bên cạnh á, nằm bên cạnh ngay sát nhà Lao luôn. Sát mặt đường luôn hả quý vị hả? Đây có một cây cóc thái nè. Trái nhiều xíu quả luôn. Điện quá trời luôn nè. Rồi mình sẽ đi xuống dưới ha. Chỗ này có cái đường xuống dưới nè. Mình sẽ đi xuống cái đường dưới này để tránh cái chú Kiki kia, chú dữ quá. Đây, chỗ này cũng rất là nhiều hoa đẹp. Hoa môn đỏ nè. Ở đây có nhiều loại cây lắm mà mình chả biết là cây gì nữa. À, quý vị thấy đằng sau cái hàng rào này là bên trong nhà Lao Tân Hiệp đó. Đây, chú ấy đang nằm đây nè. Chú ấy canh chừng rất là kỹ. Những cái chậu kiểng này vào ngày lễ Tết người ta đưa ra ngoài, người ta trưng rất là đẹp. Nó có đủ các loại cây luôn nè, người ta xếp lại thành hình á, rất là đẹp. Thì ngày thường thì người ta lại đưa vào trong này để người ta chăm sóc cho cây nó tốt hơn. Đến ngày lễ thì người ta lấy ra người ta sử dụng. Quý vị thấy nè, ở này nè, lan nó ra bông rất là đẹp. Chậu luôn.
chỗ này có một ít trúc kiểng này quý vị. Đó, trúc kiểng này ngày Tết mà đưa ra ngoài trang trí thì đẹp tuyệt vời luôn. Đó, trúc kiểng nó nhỏ như vậy thôi. Những cái cây này nhìn giống như là cây ớt vậy đó, mình không biết là cây gì. À, cái lá của nó xanh nhìn rất là đẹp.